Cái này thịt nó ngon đấy nhỉ. Hả? Đây. Chào chú nhá. Làm tí vitamin go go với chú ơi. Thật đó. Thế chứ. Thế thì mới quyến rũ mọi người được ăn được chứ. Mình chỉ mong là ăn được một nhờ của nó. Ồ, ăn thế này dễ bút lắm. Thật đó. Ờ, không phải đâu, không phải là bút. Đấy, này quay đẹp thế. Thằng quay các em đẹp gặp nhiều này, vợ ở nhà thì nó xót ruột lắm đấy nhỉ. Đó, với bố này ra ngoài. Bom. Đấy, bảo đồng chí nào lên trên đồng chí nào thì chó ấy làm cái rồi này vứt ra ngoài kia một ô tô chợ vào đi và bắn phát nảy vào người khác là vỡ mặt. Rồi nảy vỡ mặt cho nó nóng lên đúng không, cho nó ấm, nó như con người ấy. À. Phải ấm một tí, đó. Nó mới bám ra vị. À, làm như kiểu đang làm thật gì? Vâng, làm như thật. Mà đây là đang làm thật. Đang xiên ra, tự nhiên anh lại cho lên đây để ấy à? Để làm gì? Cho nó nóng à? Cho nó nóng ngấm ra vị. À, hơi bật bếp ga lên tí đúng không? Được chưa? Dạ. Rồi. Trước khi làm giả dây tái thì phải thịt chó chứ không phải dê đúng không? Đúng rồi, cậu nói ấy. Đó, thế cho nó gãy gắp, gãy gắp không phải lúc treo đầu dê bán thịt chó thật. Treo đầu chó bán thịt dê, người ta treo đầu dê bán thịt chó. Đây mới là món luộc thôi. Chưa luộc nó đòi hỏi nó phải cần kỹ thuật gì không anh? Không. Cứ thả vào nước sôi. Nước sôi. Phải là nước sôi thì mới thả vào. À? Nước sôi. Nước nguội này nó sao? Nước nguội thì nó bật, nó vỡ. Đây cái này chúng ta gọi là trần. Vâng. Chưa cần phải. Chứ phải là luộc mới là trần qua thôi như này. Trần. Đây đầu tháng làm ít 3 con thôi. Vâng. Đầu tháng làm ít 3 con. Thế là bình thường thì là bao nhiêu con? Lúc cuối tháng có những ngày là chục con, chục mười con. À. Ngày tạ. Nhưng mà tá như thế này thôi, làm ba cháu, ba chú này, ta cũng tắt. Gọi là duy trì thôi. Nếu mà ba con chó này thì kiếm cân ca gạo xấu thôi. Chỉ đủ nuôi hai người lặn sức. Thôi thua. Về cơ bản thuê đất thuê nhà thì quá, để nhỏ thì chưa nhiều có vấn đề.
Trong thứ bà dần đúng không? Bà dần không phải là nhìn như ngoài có thợ ấy lắm. Và người trong cuộc cũng biết rồi, mới hiểu rồi. Nó có cái gì? Dạ. Làm luôn đi. Chủ thầu luôn. À, chủ thầu. Anh làm bên nào? Để làm một bộ rồi là nhiều lúc anh ngại lắm, sợ thì không có không được. Chung là rồi là con chó không làm rồi thì lại không thành đúng không? Đúng rồi. Xong sau này về bên kia các con đấy cúng luôn. Này, muốn ăn đấy thì ăn đấy. Chia sẻ. Thế này cho cái bột lăng vào để lọc cái mỡ ạ. Còn vào lúc chiên lên thì để bám hết vào. À, để bám hết vào bột lăng, hàng hàng bột lăng. Thì trong ra nó sẽ thế tí nữa. Thì cái này nó mới không. Thì thế bây giờ đấy, bắt đầu xong. Bây giờ đồng này thôi. Công đoạn lâu lắm. Nói các chú không thể hiểu được ngành nghề của anh làm. Chứ mình chưa đạt được cái mức lên chưa rồi. Đúng của nó mà thử nữa là khó tay vào. Đúng rồi. Thò đủ tầm rồi. Đâu, anh vừa thò cả bàn tay vào được mà. Anh vừa thò đấy. Thò đủ rồi lắm rồi. Thò lưỡi rồi mà. Ở chỗ là phải tôi luyện, văn đôn võ luyện. Luyện mãi thì nó sẽ thành. Đây là bộ quấn này, đến lúc lấy này nó dễ thôi. Như nãy cái chú ấy đấy kìa, nó dễ vào rồi. Vào đi. Không chờ thêm người à? À chết. Sợ là muộn á? À đến giờ đi rồi à? Ôi dồi, đã 11 giờ rồi á? Sợ không về lấy được à? Ôi, nhằng cái là buổi sáng vài mươi bàn khách rồi đã 11 giờ rồi cơ à? Chưa thấy khách ăn đâu không? Chưa thấy được không ạ? Tùy theo, cơ quan. Đến 11 giờ là... Có ai không biết ngay rồi? Biết ngay. Chỉ có khách cổ. Anh cơm cơ bản là từ cơ quan tầm này họ đang cuối năm này đấy, đầu tháng này chưa vàng đâu, cái này vẫn chưa đủ vàng mà có lộ phát được không? Nhưng chính là mình phải ấy trước anh nhỉ, chọc chọc nó cũng phải luôn. Đâu như anh làm được, với anh nào thì cả một bộ không dính. Lại còn phải nghe tiếng rồi nữa. Chứng tỏ là anh đạt đến đẳng cấp gọi là yêu nghề lắm đấy. Phải nghe rồi. Đấy. Có thể thêm tí nữa thì nó sẽ bỏ bóp. Đấy. Nghe giọng của nó sẽ xì. Nó đang căng lên ép. Đấy. Nghe tiếng. Đấy. Chia đi chia lại mấy lần đúng không? Ăn nó mới ngon, nó thơm, trong nó vẫn thạch, nó không bị khô. Này em học hết bí quyết của anh rồi. Thoải mái, làm được hay không? Đấy. Không kịp là lỗ đấy. À lỗi kỹ thuật, của đấy là nghe nó hơi bị lỗi rồi. Lỗi kỹ thuật đấy. Lúc anh nhất kịp không kịp nó lỗ đấy. À để cho các chú cảm tí thì nghe thực tế là chưa. Đúng như lời anh nói không? Anh ở mất tập trung một phát là dính đòn ngay. Dạ. Còn hết đổ rồi. Không cho đổ nữa, nó không đổ nữa. Anh thì tiền vẫn đi cũng lại. Có thế chứ.
đây đúng không? Mấy rồi chó ở đây này. Rồi chó. Đã có cái gì bên ngoài? Ví dụ anh nhiệt anh giữ một kiểu này, nhiệt một người giữ kiểu khác. Vâng. Mùi, đúng là mùi thật thơm phức chứ. Vẫn lại thơm phức đúng không? Chưa bà. Ý đâu mà bà nữa. Khi nó đã yếu lửa rồi là tao phải có tốc độ bằng tay. Ai chẳng muốn ăn đúng không? Đúng rồi. Mời anh em chơi món vitamin Go Go. Vitamin Go Go đúng. Đấy, bạn càng hai càng vàng. Nó bám vào nó ngon. Nó bỡ vào bạn, không đi. Rồi. Khói nó nấu nó trở thành ra nó không được thơm. Thơm nữa. Nếu như anh nói dầu à? Với điều kiện là phải sạch sẽ. Vâng. Khách thì bảo ai bảo than mà than không thì nó sẽ chuyện khác phải sạch. Vâng. Than nó không bẩn đâu. Dạ, đẳng cấp. Thế cái lưỡng của anh ai đến đây mà chấp nhận. Đã khác. Không, nhưng mà thấy là cái phải nói là cái kỹ thuật xử lý vệ sinh của anh là được. Các cây tai của ông kia về bẩn của mẹ bụi mù tắc tít thì nói chung là ăn được sạch sẽ, đừng ăn tìm thấy mình cả tự mình phát hiện ra. Bây giờ mình đi ăn được thế rồi, mình ăn được thì người ta mới ăn được. Đi xa lắm. Cái này là mình dùng quạt kia rồi vẫn phải quạt tay nữa đúng không? Điều chỉnh cái nhiệt độ nó chuẩn. Anh dùng lúc quạt tay là chính. Vâng. Quạt mò. Nó cơm ở dưới nhà ấy. Quạt tay để gọi là... Nói chung là phải quạt tay. Không nói gì à, nữa. Đấy, giả dê. Tái. Tái chó. Tái chó. Gọi là tái chó đi, không gọi là tái dê. Giả. Thấy mùi chưa? Thấy rồi. Anh làm có thể vội được các bạn. Vâng, lúc này tao thả anh ạ, nó mới ngon. Hà Nội nhanh thì mới nhanh, từ từ. Hà Nội không vội đâu. Lào rồi, muốn nhanh thì từ từ, chậm quá, thả nhanh. Dục nó nhiều quá rồi. Rất nhà nó ngồi mẹ chơi uống nước à. Chiến được. Không phải cái tầm này là phải lửa lên. Tầm này là lửa phải căng đúng không? Ừ, tầm này nãy là lửa, nãy thì là tầm này là quá tầm. Đấy, nghe nó phật phật phật. Ừ. Nó đủ. Anh có tin là bây giờ em chỉ cần có điện, em chỉ cần live stream là em đang ở đây, em tin quán anh hết chỗ ngồi rồi. Thì live stream đi. Thì live stream đi. Thì làm thì hết chỗ ngồi một tháng được. Thật. Thế trả live stream lúc này còn đói chứ. Cần điều đó. Là thánh. Vâng. Chúng ta sẽ coi đi qua đi khác.
chồng anh có tâm hồn làm cho tôi quay thành hợp lý. Mình chỉ làm việc với nhất. Này thôi chứ mà ai nướng được màu lên màu này. Cái này được rồi hả anh? Được rồi. Tái nó chỉ tới tới thôi đúng không? Tái đấy. Một quả. Quả khô. Đấy, cắt đi. Rồi anh giỏi nhất. Cái tỏi chó đâu anh? Chỉ cái gì mà không? Người ta cho dầu điều vào nó vàng nó đẹp. Dầu điều á. Chỗ nào rồi đúng không? Chỗ nào họ làm thế đúng không? Lên màu hết. Đây là mỡ với lại là vừng rồi anh. Gia vị có trong trong đó nó đầy đủ. Có đầy đủ gia vị hết không? Có gia vị là chứ đâu bị ăn nó mới vừa vặn. Cái này của anh thì không phải lúc nào có đâu. Và hai này hàng thừa này. Hàng thừa. Đấy, xong rồi. Được rồi. Nhiều công đoạn lắm. Nướng rồi một lúc xong hết không? Vâng. Thế được khách gọi ăn đồ nướng là cái đồ nướng này anh nếu chưa đặt trước và đến với người lâu lắm. Anh bây giờ khách chẳng hạn khách nhà anh đến ăn đó, chủ yếu là đặt đồ nướng luôn. Vâng, phải đặt trước không? Đặt trước luôn. Còn đùi hầm đi nhanh. Nói chung là bí quyết ở các nơi nhà nào phải có sốt sốt nướng này nó là cái thương hiệu của từng nhà một. Quạt cái kịp bằng được. Anh cứ khoan cái lưng đi. Đấy, khi đầu vàng anh bên bình qua này.
như thế này rồi. Đuôi như thế là được rồi đúng không anh? Súng chưa được á? Súng chưa? Đúng rồi. Đó không phải giòn à? Đó là giòn. Đấy đâu, đấy. Cái này bây giờ nghe bóp ở đây nghe cục một phát là được. Để chưa thấy cục. Đấy như mặt này rồi. Xong rồi đấy. Anh em rồi. Đến lúc tập kết rồi. Bây giờ chỉ có lên đĩa thôi. Bây giờ lên đĩa thì sẽ lên cái mấy cái tỏi trước. Ừ. Tỏi bên đuôi với chim chứ. Lên đuôi nướng cái rồi không? Có, lên hết. Mà cái để nguyên xiên cho em nhé. Để nguyên xiên á? Từ đây về thành phố sao anh nhỉ? Đấy. Phải không, mình thì bằng tuổi đây 85. Hơi đầu 85. Anh, mình vẫn xem kênh mà. Nguyễn Tất Thắng. Không anh đi đâu nhỉ? Cho xem cái chó rồi. Thái Lan Cương à? Đây luôn à? Nhà mình ở đây. Nhà gần đây. Đằng sau này. À ha. Nhà này ít tuổi nhưng mà lại lấy